Không ở đâu xa, ngay chính tại căn chung cư Dơ Lai, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, suýt xảy ra án mạng. May mắn người đàn ông né kịp, nếu không lại vất vả ngắm gà cùng các cụ. Theo anh Hồ Quốc Lở, vào ngày 21 tháng 7, anh cùng các con ở nhà, khi ba đứa con đang ngồi ăn sáng, lúc này người con trai lớn tranh giành ghế ngồi với em. Anh phân tích cho đứa trẻ, nhưng hơi to tiếng. Khi anh ra cửa chuẩn bị sắp xếp lại giày dép thì bất ngờ người hàng xóm tên là NDH khoảng 60 tuổi sống cạnh nhà. Cởi chân, tay cầm con dao nhọn khoảng tầm 30cm, xông thẳng vào nhà anh. Không nói không rằng, xiền luôn. Lúc đó anh L đứng ở cửa nhưng tránh kịp. May mắn không có thương vong về người. Anh L đã dùng chiếc ghế gỗ để chống cự và đóng cửa lại. Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh L đã trình báo công an phường Trung Văn. Người hàng xóm sau đó được mời lên trụ sở làm việc. Thông tin trên thu hút nhiều người xem và bình luận, trong đó phần lớn các ý kiến bày tỏ sự kinh hãi trước hành động bất ngờ xông vào nhà hàng xóm đâm chủ nhà của người đàn ông kia. Được biết gia đình anh không có mâu thuẫn hay xích mích gì với người đàn ông này. Buổi tối hôm xảy ra sự việc, vợ tôi đi làm về gặp ông hát, đi cùng thang máy và cũng bị ông ấy đe dọa. Anh nghe lời cho hay trước đây gia đình nhà anh cũng từng bị ông hát chửi bới đe dọa và sự việc cũng đã được báo cáo lên chính quyền địa phương. Hiện vợ chồng anh phải đưa các con nhỏ về quê để phòng tình huống xấu xảy ra. Anh L nói sự việc xảy ra khiến gia đình chúng tôi hoang mang nên phải đưa các cháu nhỏ về quê để phòng tình huống xấu xảy ra. Vì người đàn ông này vẫn đang có mặt ở căn hộ liền cạnh gia đình. Sáng hôm sau anh L vội đưa các con về quê. Trích xuất camera, anh thấy ông Hát vẫn đi lại bình thường trong tòa nhà, miệng liên tục chửi bới và dọa dẫm, không đưa về nơi khác sinh sống như lời người thân của ông Hát. Sau sự việc tại gia đình anh Hồ Quốc Lở, cư dân tầng 6 rất hoang mang. Họ không dám mở cửa, không cho trẻ nhỏ ra ngoài. Ông NMP sống cùng tầng 6 chung cư Gia lai cho hay, gia đình ông chuyển đến đây từ 2 năm trước. Ông từng nhiều lần chứng kiến ông hát có biểu hiện bất thường, đe dọa chửi bới hàng xóm. Có lần chính ông P cũng suýt trở thành nạn nhân. Ông P nói, kể lại hôm đó ở nhà với các cháu bất ngờ ông hát cầm gậy xông thẳng vào nhà. Người này đánh đập mắng chửi, May mắn không gây tổn thương quá nặng cho nạn nhân. Theo ông P, ông Hát có biểu hiện không được bình thường. Cứ gia đình nào có khách hoặc có tiếng trẻ con là ông Hát lại cầm gậy la hét, chửi bới, dọa đánh. Bà Hà Thị Minh Thanh, trưởng ban quản lý tòa nhà chung cư Gia Lai cho biết. Sau khi nắm được trình báo của anh L, đơn vị đã hỗ trợ và báo cáo lên công an, chính quyền địa phương. Bà cũng cho biết tầng 6 tòa B gồm 8 căn hộ, trong đó 4 hộ gia đình sinh sống, 4 căn còn lại được sử dụng vào mục đích khác. Ông Hát sống một mình trong căn hộ do em gái đứng tên. Theo bà Thanh, công an phường Trung Văn đã xuống địa bàn xác minh mời ông Hát về trụ sở để làm việc, nhưng sau đó được bảo lãnh về. Hiện ông Hát đang sinh sống một mình, không có vợ không có con tại một căn hộ trên tầng 6 và vẫn đi ra khỏi nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Căn hộ ông Hát đang ở do người em gái đứng tên. Trước đó, hàng xóm cũng từng phản ánh bị ông Hát chửi bới đe dọa, tổ dân phố đã trực tiếp lên làm việc tại buổi làm việc ông Hát có nhiều biểu hiện bất thường. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc, ban quản lý tạm thời phân công một bảo vệ tại tầng 6 của tòa nhà để đảm bảo an toàn cho cư dân. Bà Thanh cho hãy, trước mắt để đảm bảo giữ gìn an ninh, đảm bảo trật tự an toàn cho cư dân. Chúng tôi cắt cử bảo vệ có đủ tố chất, trang bị công cụ hỗ trợ được pháp luật cho phép, bảo vệ 24 trên 24 giờ nếu có bất thường phải can thiệp. Ngày 24 tháng 7, Công an phường Trung Văn đã tiếp nhận vụ việc và lập hồ sơ ban đầu, báo cáo Công an quận. Đồng thời làm việc với người đàn ông có hành vi trên để có biện pháp ngăn chặn xử lý. Đại diện lãnh đạo công an phường Trung Văn cho hay, đơn vị đang thiết lập hồ sơ báo cáo xin ý kiến công an quận để xử lý trường hợp trên. Vì đại diện công an phường Trung Văn nói theo quyết định của pháp luật thì chưa có căn cứ để giữ người trong trường hợp này. Công an đang thu thập tài liệu, hồ sơ sức khỏe tâm thần và trao đổi với gia đình người đàn ông này để có biện pháp quản lý, tránh gây ra hậu quả sau này. Sau sự việc xảy ra nhiều người dân sinh sống tại tòa nhà cũng bày tỏ sự lo lắng. Nhiều người dân sống tại trung cư Gia Lai cho biết, ông Hát có triệu chứng nhạy cảm với tiếng ồn. Mỗi khi nghe thấy tiếng ồn to, người đàn ông này thường không giữ được bình tĩnh và đã có những lần cầm hung khí đe dọa trẻ nhỏ. Đây không phải là trường hợp duy nhất xảy ra mâu thuẫn giữa người hàng xóm do tiếng ồn. Đã có những án mạng đau lòng xảy ra. Chẳng thế mà các cụ có câu tục ngữ, bán anh em xa, mua láng giềng gần. Hy vọng những ngày tháng sắp tới của những gia đình như anh L, ông P không phải sống trong tình trạng lo sợ. Và phải đưa ra sự lựa chọn bán nhà hoặc bán luôn hàng xóm thì nữa. Còn các bạn, các bạn có bình luận gì về vụ việc trên? Cùng để lại suy nghĩ dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn like để xem tin tức vui mỗi ngày.